quá khứ huy hoàng của danh hài Hồng Tơ và bài học đắt giá nhất cuộc đời. Nghệ sĩ Hồng Tơ là một trong những danh hài đình đám nhất Việt Nam thập niên 1990. Thời đỉnh cao, anh từng chạy show quên ăn quên ngủ và cũng là một trong những số ít danh hài sắm được nhà lầu xe hơi thời điểm đó. Người Sài Gòn lúc ấy gọi anh với cái tên danh hài đại gia, đủ để thấy độ giàu có và chịu chơi của Hồng Tơ như thế nào. Thế nhưng ít lâu sau, anh lâm vào cảnh trắng tay chỉ vì ham mê cờ bạc. Có lúc bế tắc, Hồng Tơ định tự tử để trốn tránh thực tại. Nhưng nhờ một tia sáng tích cực còn le lói trong tim, anh đã tự tin làm lại cuộc đời. Ít ai ngờ, từ vũng bùn cờ bạc, người nghệ sĩ ấy lại vươn lên, gây dựng lại sự nghiệp và vun đắp cho gia đình mới hạnh phúc. Vật của gia đình. Nghệ sĩ Hồng Tơ, tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1963 tại xã Điều Hòa, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Là con trai độc nhất trong gia đình có 6 chị gái. Không cần phải nói, mọi người cũng biết anh được coi như bảo vật của gia đình. Ba má thương như điểm cứu rỗi cuối cùng, các chị nâng niu như trứng mỏng nên hồi nhỏ xíu anh đã ham chơi. 10 tuổi, dịp Tết có được lì xì, Hồng Tơ háo hức ra xóm ngồi chơi lắc bầu cua. Chơi một thoáng thua sạch, hấp tấp chạy về xin chị xin mẹ tiền. Cả mẹ lẫn chị đều không cho, anh lấy thuốc đỏ bôi vào người rồi sắp đặt kiểu như vừa mới ngã vào lưỡi mác khiến mình bị thương. Mẹ với chị hoảng lắm, làm loạn lên, lúc này Hồng Tơ mới thiểu thào, cứ cho con ít tiền là con khỏe lại ngay thôi. Bỏ nhà đi hát với đồng lương chỉ đủ ăn một tô cháo vịt. Thuở thiếu niên tầm 16 tuổi, anh hứng chí đòi rời quê lên Sài Gòn học thợ điện. Cha mẹ cản không được, phải chiều theo. Học được khoảng 1 năm, Hồng Tơ đón xe đò về quê chơi. Đến địa phận của tỉnh Tiền Giang, ngay cái đỉnh, thấy có đoàn cải lương đang căng băng rôn, dựng ra biểu diễn. Mà trên tấm băng rôn lại có hình một người anh quen biết. Vậy là Hồng Tơ nhảy phóc xuống tìm người anh này để xin theo đoàn. Đoàn hát này chỉ được xếp là trung bang, thường xuyên đi diễn ở các chợ. Thời gian đầu vào đoàn, anh được giao nhiệm vụ đi kéo mic cho Đào Chính. Mấy lần Hồng Tơ suýt bị đuổi vì tội lơ là để mic rơi trúng đầu cô Đào. Tiền lương anh nhận được lúc đó là 5 hào một ngày, chỉ đủ ăn một tô cháo vịt. Theo đoàn hát, vì được người anh bảo lãnh, Hồng Tơ đi biển biệt nửa năm không về. Ban đầu là ham chơi, về sau là sợ nếu giờ bỏ đoàn về, tía giận tía đánh chết. Nhiều đêm nằm nhớ nhà quay quắt mà loay hoay không biết tính sao. Mà theo đoàn hát thời điểm ấy, Hồng Tơ chẳng diễn gì ngoài chuyện dựng rạp, mắc sợi dây điện, lo phông màn. Hôm nào cần người, ông bầu sai anh làm thêm cái chức quân sĩ trong đêm hát. Có vậy thôi mà anh đắm chìm trong giấc chiêm bao của nghề hát, nhất là khi từ vai quân sĩ, anh nhích lên một chút được hát kép 2, kép 3, kép 4. Thì thoảng, kép hài không được hát, ông bầu cho anh lên sân khấu hát thế. Hơn năm sau, đoàn hát giải tán. Cũng trong dịp này, đoàn văn công Đồng Tháp đang tuyển diễn viên. Với chút vốn liếng học được trong mấy năm theo đoàn, Hồng Tơ thi tuyển vào đoàn Đồng Tháp và nhanh chóng trúng tuyển. Rồi cũng rất nhanh chóng, anh nổi tiếng toàn tỉnh Đồng Tháp, đi đâu cũng được gọi tên. Tỏa sáng và bước sang trang mới. Đang tuổi thanh niên, có chút danh vọng, cứ nghĩ mình ở Đồng Tháp được biết mặt thì ở đoàn khác phải được nhắc tên. Hóa ra làm gì có chuyện đó. Hồng Tơ lang thang mấy đoàn liền, lại trở về với vai diễn quân sĩ, cứ lòng đong vậy cho đến khi lên được đến Sài Gòn. Ở đất Sài Gòn, anh như được tổ đãi, mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ. Năm 1985, anh đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Cải lương Toàn quốc trong một vở diễn của nghệ sĩ ưu tú Bạch Lan. Lúc này, anh đang là quân của đoàn cải lương Phước Trung. Với giải thưởng ấy, Hồng Tơ chính thức có tên trong làng văn nghệ tại Sài Gòn. Sau đó anh về đoàn Trần Hữu Trang 2. Với vai diễn hai tóc kê trong vở Rừng Ông Gốc, vai mã nàm trong vở Tình yêu và tướng cướp năm 1988 và vai lý trưởng trong Hòn vọng phu, tên tuổi Hồng Tơ thực sự tỏa sáng và bước sang một trang mới. Ngoài những điều tác giả viết trong kịch bản, Hồng Tơ thức tới 3-4 giờ sáng viết thêm những câu thoại để khán giả cười đúng với tâm lý, tính cách nhân vật. Phải sáng tạo thì sau khi xem, người ta mới yêu quý nhân vật. Hồng Tơ có vóc dáng thư sinh, dù có thêm bộ râu dê dưới cằm kiểu râu quặp của nghệ sĩ Thanh Việt, nhưng Hồng Tơ không diễn kiểu hề dê. Anh diễn sạch, duyên dáng và luôn tìm một nét mới cho các nhân vật hề của mình. Nhược điểm của Hồng Tơ là ham vui, ham đến với đoàn hát mới, bạn diễn mới, nên anh không để được một dấu ấn sâu sắc nào trong một tuồng hát gọi là để đời hay gắn bó với một bảng hiệu đoàn hát đặc biệt nào. Sau 20 năm theo nghề, Hồng Tơ đã cộng tác với gần 20 đoàn hát và nhiều nhóm tấu hài hát trên nhiều tụ điểm tấu hài ở thành phố.
Nhưng khoảng đầu thập niên 1990, cải lương xuống dốc và Tấu Hải bắt đầu đi lên, Hồng Tơ cùng nhiều nghệ sĩ khác chuyển hẳn sang lĩnh vực mới mẻ này. Sau đó anh về sân khấu kịch Sài Gòn, Hồng Vân. Kiếm muộn tiền nhờ thức thời. Khí vận của Hồng Tơ vượng nhất là khi xuất hiện băng cassette nhan đề Hồng Tơ trọt củ lép. Đi đâu cũng nghe thấy người ta phát những vở hài của anh. Lại thêm đạo diễn Trần Văn Sáu mời anh giữ một vai trong chương trình truyền hình đình đám Trong nhà ngoài phố của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, nên cái tên Hồng Tơ ngày một nổi tiếng. Theo Hồng Tơ, vào thời điểm đó, anh chạy show tất bật từ Sài Gòn đến khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung và cả miền Bắc. Năm 1996, Hồng Tơ đứng thứ 6 trong 10 danh hài được yêu thích nhất năm do báo Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ở cái thời này, tiền anh kiếm ra nhiều không phải nghĩ, mỗi ngày kiếm được một lượng vàng là chuyện hết sức bình thường. Anh là thanh niên, mấy chị gái thì có kinh tế khá giả, tiền thì kiếm được dễ như lật bàn tay. Hồng Tơ lại lao vào các cuộc chơi. Anh chơi như một kẻ khát nước gặp được dòng sông xanh mát, chơi quên ăn quên ngủ. Anh chơi từ bia, xì phé cho đến binh sập sám, bài cào. Chơi đến độ nhiều lúc nghĩ, chắc còn mỗi trò phun nước miếng ăn tiền là mình chưa chơi thôi. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Thua bạc tới vài trăm ngàn đô la, bán hết nhà cửa, biệt thự trả nợ. Máu đỏ đen hơn thua đã khiến Hồng Tơ sa vào vũng lầy đen tối. Anh nghỉ hát hẳn 4 năm, tập trung chơi cờ bạc, vũ trường thâu đêm suốt sáng. Hồng Tơ từng chia sẻ một chiến tích đau thương nhớ đời là có một đêm anh cá độ 11 trận bóng, thua 9, 1 hòa và ăn được nửa kèo, bay tổng cộng gần nửa tỷ đồng. Căn biệt thự to đùng của anh trên đường Lê Văn Định bốc hơi theo cuộc chơi, xe ô tô đắt tiền biến mất theo cuộc chơi, những show diễn không còn trong lịch hẹn. Bi đát nhất là lúc tàn cuộc chơi, tiền trong túi không đủ để anh mua một tô hủ tiếu cầm hơi, trong khi một suất diễn của anh thời điểm đó đã lên đến 5 triệu, tính theo thời giá lúc đó. Kết quả là trắng tay, anh vay từ người thân đến xã hội đen, một trong những chủ nợ của Hồng Tơ thời điểm đó là trùm xã hội đen. Đàn em của trùm giang hồ tìm anh đòi nợ, anh trốn chui trốn lùi, có khi phải trốn vào tủ áo, có khi phải trèo lên nóc nhà. Anh thậm chí còn yêu cầu bầu show đừng để tên mình lên poster chương trình vì sợ chủ nợ biết lại đến điểm diễn đòi nợ. Từ bỏ cờ bạc nhờ ánh sáng Phật Pháp. Sau đó, nghệ sĩ Châu Thanh có rủ Hồng Tơ đi hát cúng dường cho các chùa. Một lần đi hát cho chùa Lá, anh chỉ nhận được phong bì có 50 ngàn. Lúc đó anh điên lắm, định vào cự lại thầy trụ trì. Nhưng đang định tiến vào thì có thứ gì đó làm cho Hồng Tơ dịu lại và bớt sân si. Thế là anh lặng lẽ đem 50 ngàn đó bỏ lại vào hòm công đức. Kể từ đó anh bắt đầu thay đổi con người mình, tập trung làm ăn chứ không rong chơi nữa. Cũng tại đây, anh có cơ duyên được gặp một Phật tử đã thông cảm bán rẻ lại cho căn nhà giá rẻ vào năm 2008. Hồng Tơ chỉ đưa trước 2/3 và cho trả góp 30 cây vàng. Chính xác là đến tháng 11 năm 2011 thì cũng là thời điểm anh vừa trả dứt nợ. Anh còn mua được 1.250m2 ở huyện Cần Giuộc. Không dừng lại ở đấy, hàng năm anh cũng chăm làm việc thiện hơn, tham gia những chương trình ca nhạc tại các chùa, thiền viện. Với những thất bại của mình, Hồng Tơ không hề giấu giếm dù biết là một nghệ sĩ, việc giữ hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng rất quan trọng. Nhưng để giúp đỡ nhiều người khác, Hồng Tơ từng chia sẻ thẳng thắn về những thất bại của bản thân trước hàng ngàn Phật tử. Anh cũng không hề e ngại khi bày tỏ cùng truyền thông báo chí. Hạnh phúc tuổi xế chiều. Hạnh phúc hơn nữa, trong thời điểm quay đầu lại tìm bờ, Hồng Tơ gặp Kim Loan, cô gái kém anh tới 23 tuổi. Cô sinh ra ở trong một gia đình 7 anh chị em gốc Huế. Cơ duyên để Hồng Tơ gặp người vợ thứ hai của mình là trong một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, thời trang kính của bà xã. Theo như Danh Hải chia sẻ, anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp Loan. Chia sẻ trong chương trình Chuyện Đêm Muộn, Hồng Tơ cho biết để cưới được nàng về dinh, anh đã phải giấu đi tuổi thật của mình và cơ sừng giảm tuổi thật hẳn một con giáp. Khi hai người nên duyên chồng vợ, chị nhanh chóng sinh cho anh một cô con gái tên là Kim Cương. Mái ấm nhỏ này là bến bờ bình yên của Hồng Tơ vào tuổi ngoài ngũ tuần. Nếu như trước đây, sau giờ diễn anh tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, thì bây giờ anh tranh thủ chạy về nhà bên vợ con. Khi Hồng Tơ đã biết an phận thì sự nghiệp của anh cũng có thêm nhiều thuận lợi. Gần đây, anh liên tiếp được mời tham gia phim truyền hình. Hồng Tơ đóng Phú Hộ trong Tơ Hồng Vương Vấn, vai Hương Sư trong Duyên Định Kim Tiền, vai Gã Nham Hiểm trong Thái Thế Nhân Tình. Đã từng là một nghệ sĩ đại gia tiêu tiền như nước, đã từng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sống những ngày tháng tăm tối nhất, bi đát cùng cực nhất.
và hiện tại là cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Chắc chắn Danh Hải Hồng Tơ cảm nhận rõ hơn ai hết đâu là hư danh phù phiếm, đâu là giá trị thật sự của cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.